nhắc lại một chút những kỷ niệm mà một bài hát mà gọi là rất là nổi tiếng thời sinh viên, mà hầu như là trường nào khi mà thi cũng thể nào có bài này. Mai Lan là một ca sĩ học chung với Bằng Kiều, Ngọc Anh, Tấn Minh. Cô làm ca sĩ bao nhiêu lâu bây giờ cô không có đi hát nữa, thỉnh thoảng cô hát một band thôi, kiểu có tiền rồi em, không đi làm nghề nữa. Thật ra xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay thì Mai Lan thật là xúc động khi được lại đứng ở một cái sân khấu mà tất cả chúng tôi hôm nay được hồi tưởng, được nhớ lại thời tuổi trẻ, thời sinh viên của những ca sĩ đứng ở trên sân khấu này. Nhưng mà Mai Lan xin chia sẻ một điều. Thật ra cách đây là 25 năm, bài hát này Mai Lan đã cùng với Bằng Kiều, cùng Tấn Minh, cùng Ngọc Anh, những sinh viên năm thứ 2 trung cấp của Trường Nhạc Việt Hà Nội, được chính giáo sư Vũ Hướng, lúc đó là phó hiệu trưởng của trường gọi là Nhạc Việt Hà Nội, chứ không được mang tên Học viện Âm nhạc như bây giờ, tập hợp tất cả anh em chúng tôi lại. Và bọn tôi thi vòng đầu tiên ở Hà Nội thì tất cả chúng tôi đều được lọt vào vòng trong và được đại diện thay mặt cho toàn thể học sinh sinh viên của Hà Nội đi dự thi festival sinh viên ở Huế. Và bài hát này cùng với cả tất cả những ca sĩ trong chương trình, chúng tôi là đạt giải vàng của toàn đoàn. Thật là vinh dự và thật là xúc động vì đến đây của buổi hôm nay nhắc lại kỷ niệm với thầy giáo Vũ Hướng. Mặc dù thầy giáo Vũ Hướng lúc đó thì chúng tôi không học, nhưng vì thầy có một cái kỷ niệm rất sâu sắc đối với cả cái nhóm chúng tôi. Thầy là một người mà rất yêu thương sinh viên. Chúng tôi cũng có thể vì thế mà chúng tôi dựa vào chuyện đấy, sự yêu thương của thầy, mà chúng tôi rất là lười học. Đấy là cũng điều như Bằng Kiều chia sẻ ban nãy, cực kỳ là lười học. Thế nhưng vì có thầy như kiểu thầy bảo lãnh, mà có thầy hiệu phó, mà thầy hiệu phó hiền quá. Thầy hiệu phó hiền quá. Nên cứ núp bóng thầy để lười xong rồi đi mà đi thi, cho nên là được nghỉ học toàn cùng tức. Một lần nữa con cảm ơn thầy rất nhiều có mặt thầy Vũ Hướng ở đây. Hôm nay có cả thầy Vũ Hướng có mặt ở trong hội trường này. Xin quý vị một tràng pháo tay. Mà thật ra thật là sai sót nếu như hôm nay Mai Lan và Bằng Kiều đứng đây không giới thiệu thêm một chút nữa một điều rất là đặc biệt. Hôm nay đứng tại sân khấu này, đấy là một niềm thật sự rất vinh dự cho nhà tổ chức hôm nay, là được mời tất cả những sinh viên, những bạn đã và đang được lớn lên dưới môi trường Nhạc Viện Hà Nội. Hôm nay cũng phải gửi lời cảm ơn rất trân trọng đến đạo diễn Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn ạ. Con trai của thầy Vũ Hướng. Con trai của thầy Vũ Hướng. Mà quý vị vẫn biết là anh rất nổi tiếng, gọi là anh Tuấn MTV. Tuấn MTV. Anh nói ở trên chương trình MTV hôm nay là tổng đạo diễn của chương trình này. Và một tràng pháo tay cho Vũ Anh Tuấn. Còn toàn thể ban nhạc. Ban nhạc xuất thân từ Nhạc Viện hết ạ. Thật là vinh dự vì hôm nay toàn bộ tất cả các diễn viên đứng trên sân khấu đều là những người xuất thân ra từ chiếc nôi Nhạc Viện. Một lần nữa xin trân trọng rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì Bằng Kiều và Mai Lan còn được một cái vinh dự nữa là giới thiệu một người thầy. Một người mặc dù Bằng Kiều chưa được học chú, Mai Lan là học sinh của chú. Một người thầy mà cũng là một giọng ca mà quý vị cũng rất là yêu mến bao nhiêu năm qua, và cho đến bây giờ thầy vẫn cứ vẫn có biểu diễn rất là tốt, là một giọng ca hàng đầu trong
cái lĩnh vực của thầy. Xin một tràng pháo tay để đón chào nghệ sĩ nhân dân Bác Thọ. Con Thọ có lời chào đến tất cả các quý vị. Sẽ có một ngày niềm vinh quang say đắm không đến tìm ai. Sẽ có một ngày cả câu hát cũng cắt cay bỏ đôi. Anh biết phải vẫn biết điều đó. Mang theo lòng say mê với ai, em yêu kỷ niệm xưa giữa đôi ta giờ này vẫn cháy trong anh, lòng anh vẫn nhắc tên em. Thank you.
Cảm ơn.